Chào các bác nha. Hôm nay thì các bác khách ở vùng Cao Chải đến đây là chốt chiếc xe lần thứ ba rồi này. Đấy, chốt chiếc xe thứ ba tại Dũng Audi rồi đây. Hôm nào chị đi trong là em chưa trong trong làm của em trai đấy, về bác được bảo xe chất lượng là cứ chốt thôi. Hôm nay thì bác ấy chốt con Cerato 2021 này, phiên bản số sàn này, lần trước thì bác ấy lấy một con Xpander rồi, một con xe gì nữa thì em không nhớ, nhưng mà hôm nay bác về thì xe chạy sướng quá. Đấy, xe chất lượng như nào. À, bác ấy về bác ấy chốt thêm con Cerato 2021 đây. À, chúc các bác ấy là đi tốt dùng bền. Đây là em ở Lào Cai ở vùng Cao Chải. Lần thứ ba đi xuống mua xe và đang hẹn là nhân dân ở trong bản nhà em ý với nhà chú là mua xe nữa thì sẽ xuống Dũng Audi ủng hộ tiếp. Xe đẹp, giá rẻ, cô chủ thì xinh gái, anh chủ thì rất là sôi lở, đẹp trai. Mua xe bán xe rất là vui vẻ, nhiều khi bán không phải là vì là lãi lãi nhiều nhưng mà vì tình cảm. Muốn gặp đi gặp lại những khách hàng này. Xinh đẹp đấy. Đẹp trai đúng không? Đây hỏi em đi mua xe về đi có sướng không? Đấy, hôm trước bác vừa các bác nhá. Là các bác nào muốn mua xe thì xuống ủng hộ anh chị Dũng Audi tại thành phố Hải Dương. Đây chuyển đây là em đang chờ tài khoản. Đây gọi là lãi nhất là như này chú ạ. Đấy, còn lãi về tiền thì bao nhiêu là cũng đủ bao nhiêu. Bác thiếu bao nhiêu nhỉ chị nhỉ? Bác có chuyển 70 mưa lại. Chuyển 70 mưa là đợi lại 4-5 triệu. 70 triệu.